Các bạn, hôm nay mình nấu nồi cháo vịt để cúng đám giỗ má chồng nha các bạn. Lâu lắm rồi mình không có thời gian để nấu khi và ăn để chia sẻ cùng các bạn. Hôm nay đám giỗ chú ở Việt Nam, các em nấu cúng ngày hôm qua đúng ngày ở Việt Nam, ngày hôm nay là ở bên Mỹ. Mình nấu nồi cháo vịt, mình cúng để trước rồi cúng để tưởng nhớ vũ để nhớ cha mình, thì tạo ra thời gian mình thưởng thức, mình chia sẻ cho các bạn nha. Đây là gạo tắm mình do sạch rồi mình rang các bạn, mình rang xong rồi mình đẩy vô đây, mình rang rồi mình đẩy vô đây chứa muối để cái hộp gạo hộp tắm nó thấm cái gia vị nó ngon. Bây giờ mình rang cho nó vàng hơn nữa, các bạn thấy mình nó dày nha, thì mình sẽ rang cho nó vàng hơn. Hơn nữa thì làm khi mà mình nấu ra nó sẽ thơm và cái hộp tắm nó không có bị mềm, nó rất là ngon. Khi nếp nó vàng rồi đó các bạn, thì các bạn sẽ cho vô đây một muỗng tỏi, một muỗng canh tỏi, tỏi xay đó các bạn. Các bạn biết để chi không? Vì sao mình rang như vậy nè, cái nếp mình nó sẽ rất là thơm khi mình nấu sôi lên, nó rất là thơm. Còn nếu mà các bạn không rang nó thì các bạn xào cũng được, nhưng mà con vịt thì nó có mỡ rồi, thành ra mình không xào, mình muốn rang như vậy mà cái nếp nó vẫn thơm. Các bạn thấy để tỏi vô nó bay mùi lên thơm lắm đó các bạn, nó vàng lắm. Tại vì cái đèn, ánh đèn thì nó làm cái hỗn vàng với nếp vàng lắm các bạn. Đó, nếp thơm ra mũi nữa các bạn, gạo trời xin lỗi các bạn, gạo gạo mà gạo tắm là mình chiên để tỏi lên nó rất là thơm, thơm lắm các bạn ơi. Tỏi nó cái gì vàng lên thơm lắm đó. Rồi bắt mình thơm nó, mình thấy tỏi, cảm nhận tỏi nó thơm, nó vàng rồi là bắt đầu mình tắt lửa nha các bạn. Cái thính cái tắm tắm mình rang tỏi rất là thơm các bạn. Bây giờ mình chế nước, mình lấy ra thơm, mình chế nước mình ngâm. Đó. mình ngâm nó nở, nấu rất là nhanh. Mình ngâm như vậy là mình nấu cái hộp gạo tắm nó không có bị lèn ra, bị nhừ lèn ra, các bạn ăn rất là ngon. À, cái này là chút là các bạn để vô nấu luôn chứ không có do lại nha, tại vì nếu gạo tắm thì mình đã do sạch, mình đã do sạch và mình để muối, có nêm gia vị đi muối và có tỏi nữa. Thơm mà nó đậm đà cái hộp tắm á các bạn. Rồi bây giờ mình đi bắt nồi nước lên, mình rửa vịt để mình để vô, mình luộc. Đây là con vịt này mua ở Costco các bạn. Mình bây giờ mình đã rã để mình khi mua về là mình để trong ngăn đá đó, rồi mình muốn xài, mình muốn ăn mình lấy ra mình để ở ngoài. Ở tối tới giờ bây giờ nó là nó mềm, nó vừa tan hết rồi. Bây giờ đem ra mình rửa muối, rửa gừng, mình đem luộc. Đây con vịt này mình rửa rồi nè các bạn, rửa muối với gừng, chà muối với gừng. Còn con vịt ở Mỹ Costco nó bán con vịt, các bạn thấy không, nó rất là sạch luôn, làm không có cực. Chứ là nè, cái thịt này, vịt này nó mềm lắm các bạn, không cần luộc lâu, không cần luộc lâu đó. Cái này cái gân của nó, cái sụn của nó ăn rất là ngon. Mình thì mình thích ăn con vịt ở đây lắm. Với lại cái này là hai củ hành tím với vài lọc gừng, các bạn để vô nước để khi mình luộc cái con vịt nó sẽ thơm. Rồi bây giờ mình đem qua bếp để mình để vô, mình không cần nước sôi nha các bạn. Bây giờ mình cho hai cái củ hành với lại mấy cái lát gừng vô, nước trong nước các bạn. Rồi mình cho một miếng muối, chừng khoảng 1/3 muỗng cà phê muối nha các bạn. Rồi không đợi nước sôi, mình để con vịt vô luôn nha các bạn, tại vì không cần nước sôi. Wow. Đó. Cái mề của nó cũng rất là sạch, mề với lại gan mình để vô luôn các bạn. Đó, các bạn thấy để vừa ngập nước vậy được rồi. Khi mình không cần để nắp, khi mà nước sôi lên rồi thì mình hớt bọt, rồi mình hạ lửa, sau đó một chút mình mới để nắp.
Rồi bây giờ vịt nó sôi lên, nhưng bây giờ mình hớt bọt nha các bạn. Các bạn phải hớt bọt, nhớ hớt bọt nha. Hớt bọt để cho cái bọt dơ này mình lấy hết ra. Giờ làm cầy cái nước của luộc vịt nó trong đó các bạn. Các bạn nhớ khi mà hớt bọt xong thì các bạn hạ lửa bớt lại, đừng có để lửa lớn quá. Rồi con vịt nó như vậy mình có thể trở bề nó các bạn. Mình trở bề cho nó lật trở lại cho nó đều. Là các bạn luộc trong vòng 10 phút thôi, nó từ khi nó sôi trong vòng 10 phút là các bạn tắt lửa. Để nằm đó, nhưng mà bây giờ là các bạn sẽ để cho một phần phèn vô nha. Đây mình đã trở cái con vịt lại rồi các bạn ha. Mình tiếp tục mình hớt bọt nha các bạn. Tại vì cái bọt lúc thời gian đầu này là cái bọt nó rất là nhiều, mình hớt thật sạch thì cái nước luộc vịt của mình nó sẽ rất là trong. Bây giờ mình để vô khoảng 2-3 viên đường phèn nhỏ vậy đó các bạn. Đó. Rồi sôi mà từ khi luộc vịt bắt đầu nước sôi trong vòng 10 phút thì các bạn sẽ tắt lửa và ngâm để vịt đó. Rồi bây giờ sôi được 10 phút rồi đó các bạn, mình hớt bọt cũng tương đối gần sạch hết rồi đó. Bây giờ mình bắt đầu mình tắt lửa, mình để nắp lại nha các bạn. Để nắp lại mình để đây coi như giống như là mình ủ đó đó. Còn gọi ở Việt Nam ta gọi gọi là mình hãm. Hãm là để hãm nóng nó rồi để cho nó tự nó mềm á, mà nó không phải nấu nữa. Mà vịt, đặc biệt vịt ở Mỹ là rất là mềm nha các bạn. Thành ra các bạn luộc mà nhiều lâu quá là ra cái thịt nó rất là bở. Mà cũng tùy người, nhiều khi cái người thích ăn nó mềm, nhưng mà riêng mình thì mình thích ăn cái độ nó còn dai dai đó, dai mà không phải dai nhách, nhưng mà nó dai dai vậy thì nó mình mới thưởng thức được. Còn nếu mà các bạn nào ở Việt Nam thì luộc vịt này mình nghĩ phải 15 đến 20 phút rồi mình mới tắt lửa, mình ngâm rồi đó. Rồi bây giờ mình đẩy nắp lại nha các bạn. Các bạn đẩy nắp lại khoảng 30 phút thôi cũng được nữa, là các bạn vớt ra. Rồi quên nói với các bạn, khi mà mình để khoảng 20 phút rồi đó các bạn, mình trở con vịt. Hồi nãy con vịt lật ngửa thì mình trở úp lại để mình cho nó ngấm dưới nước nó đều thì nó sẽ không có bị chỗ nó còn đọng máu. Rồi bây giờ được 20 phút của mình trở bạn vịt xong, bây giờ mình đợi 10 phút nữa các bạn, là mình sẽ lấy chiếc đũa mình xâm thử cái chỗ nào dày nhất, coi nó còn có ra cái nước hồng hồng của máu vịt không. Còn nếu không có là coi như là xong, mình vớt vịt lên. Đây, sau mình ngâm 30 phút rồi mình mở lửa trở lại các bạn. Mình xâm coi ngay cái đùi con vịt đó, coi nó có còn ra cái nước hồng hồng không. Như là hết rồi, không có ra nước hồng hồng, tất nhiên là con vịt nó chín nó được rồi đó các bạn. Bây giờ mình vớt ra. Mình vớt ra để mình để cái phần gạo tắm mà mình. Đây, sau khi vớt vịt ra rồi á các bạn, các bạn sẽ cho cái tô gạo mà các bạn gạo tắm mà các bạn rang lúc nãy á, các bạn cho vô. Rồi mình nấu sôi lên vài dạo là cái nó nở ra rất là ngon các bạn. Tại vì mình ngâm như vậy nấu rất là nhanh. Bây giờ mình đợi sôi lên. Nó chỉ 10 phút là cháo nó chín rồi đó các bạn. Rồi trong khi mà mình ngâm vịt thì mình đi bào, ví dụ mình trộn với bắp chuối hoặc bắp cải đó, thì mình đi bào với củ hành rồi đó các bạn. Đây con vịt này mình vớt ra rồi các bạn. Miếng gan vịt ở Mỹ mình thích nó rất là ngon, mà mình không biết luộc. Lúc ban đầu mình qua mình không biết luộc, mình luộc thì nó bị hơi mềm, nhưng mà bây giờ quen rồi mình luộc theo cách này là nó vừa lắm đó các bạn. Đây các bạn, trước khi các bạn lưu ý, trước khi mình để gạo tắm vô đó các bạn, thì mình vớt cái củ hành với gừng ra nha các bạn. Rồi xong rồi bây giờ mình nó sôi lên rồi mình cho vô đây một muỗng cà phê bột nêm gà.
với lại nửa muỗng cà phê bột ngọt. Các bạn nào không ăn bột ngọt thì không để ha. Rồi mình có thể nếm tại. Các bạn thấy không, cái tấm mà mình, cái tấm gạo tấm mà mình rang đó, các bạn thấy không? Bây giờ nó nở ra rất là, thấy rất là ngon. Đó. Mình nấu nó không có lèn thì nó ăn nó không có bị ngán mà. Và rất là ngon, nó phao cái hộp tấm ở trong miệng mình đó. Các bạn nhớ hết bột ha. Rồi, các bạn cho nó mình lúc này mình có thể nếm lại các bạn. Bánh bào đó là. À, bánh bào ơi, đi nè con. Ồ ồ ồ. Rồi mình thấy vừa ăn rồi đó, chút xíu nằm tắt lửa là mình thêm chút xíu nước mắm vô rất là ngon đó các bạn. Còn các bạn thì tùy theo cái khẩu vị của gia đình mình nữa. Đây các bạn, nồi cháo mình nấu có 10 phút là bắt đầu là nó rất là ngon. Các bạn đừng có nấu lâu quá nha. Đây, các bạn thấy cái hộp cháo không? Nó nở phao lắm mà nó rất là ngon luôn các bạn. Các bạn đừng có nấu nhiều quá nha, nè, rất là vừa nè ha. Nè, nên như hồi nãy là vừa ăn rồi đó. Nếu các bạn thích thì các bạn cứ nêm theo cái khẩu vị của gia đình mình. Rồi bây giờ mình tắt lửa nè các bạn. Cháo nó không quá lỏng mà không quá đặc. Bây giờ mình đi chặt vịt và mình đi trộn cái gỏi nha các bạn. Còn chừng nào múc lên trên cái tô, cái chén là các bạn hãy để hành nhò, đừng có để vô trong này luôn. Nhìn nó đẹp nhưng thật sự ra là nó một chút là nó vàng, nó héo là hết ngon. Bây giờ mình tắt lửa nha các bạn. Rồi bây giờ mình pha cái nước để trộn cái gỏi này nha các bạn. Cái gỏi này trong lúc mà mình ngâm vịt đó, cái mình đi bào, mình bào củ cà rốt đó. Mà hôm nay không có cà rốt, thành ra mình bào cái bắp cải tím và bắp cải trắng với lại củ hành. Mình ngâm trong nước đó các bạn. Nếu cái nhà các bạn nào có thời gian thì các bạn lấy cái củ hành này ngâm ở trong nước đá. Mình bào xong mình để nó đá lên, nhưng mà tại vì mình xài liền đó, thành ra mình ngâm trong nước vậy luôn. Với củ hành mình để trong tủ lạnh đó. Rồi mình vớt lên, vớt lên để ráo nãy giờ mình để trong tủ lạnh. Bây giờ mình pha để mình ngâm, bên đây mình trộn. Mình pha cái nước trộn gỏi trước nha các bạn. Đây là muỗng cà phê, muỗng canh đường. Mình pha 2 muỗng canh đường các bạn. Còn cái này là chanh. Chanh này là mình nặng, mình vắt sẵn đó các bạn. Chanh nhà nè, rồi nó nhiều á, lúc mình lấy vô mình vắt sẵn vậy nè, mình xài nó rất là tiện. Chanh này thì đúng ra nó không có chua lắm các bạn. Các bạn xài giấm cũng được, nó vừa vừa chứ nó không chua lắm. Thành ra mình xài 2 muỗng canh giấm, 2 muỗng canh chanh, 2 muỗng canh đường. Các bạn quậy lên. Rồi các bạn cho một chút xíu muối hoặc là một tí nước mắm cũng được. Rồi đối với cái nước mắm thì các bạn sẽ cho, đây là 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước lọc, 2 muỗng canh nước lọc. Và tùy theo các bạn thích ăn chua ngọt ha, thì đây là chanh này nó không chua, thành ra mình cho vô 1 muỗng canh, 1 muỗng là 2 2 1 á. Còn nếu mà cái chanh mà của các bạn chua thì các bạn hạn chế giảm lại bớt nha. Đây cái chanh này là chanh nhà mình biết là không chua. Đó. Mình cho nước mắm vô. Mình cho vô đây khoảng nửa muỗng canh nước mắm là nó để nó dằn cái độ chua lên ngọt lại, nó điều vị cho các bạn. Đây, chút thôi nha các bạn. Đó. Còn cái này á thì mình cho một muỗng rưỡi canh nước mắm, nhưng mà các bạn cũng phải nếm lại theo cái khẩu vị của gia đình mình nha.
với tùy theo cái nước mắm này nước mắm ba con cua. Mình thấy nó rất là ngon rồi đó. Rồi còn cái phần mà trộn gỏi là các bạn ơi, mình không có thêm nước nha các bạn. Nó đậm đặc gì mình trộn cái gỏi á, nó sẽ không có bị ra nước. Rồi bây giờ mình cho ớt vô đây, ớt với tỏi. Ví dụ như các bạn nào thích ăn nhiều, ăn được tỏi hoặc là ớt cay được nhiều thì cho nhiều, còn ăn ít thì cho ít ha. Mình sẽ để ớt vô đây. Đây là ớt với tỏi mình xay sẵn đó các bạn. Ở nhà mình hay xay sẵn để trong tủ lạnh, khi mình xài cũng rất là tiện. Mình cho vô đây là một muỗng, tại vì mình xay cái này là có ớt, ớt toàn bộ ớt này là nhà trồng các bạn. Có ớt hiểm và có ớt alapeño, nó không có cay, còn ớt hiểm thì cay. Mình để vô đây mình trộn. Nhà mình thì người lớn không thì mình ăn cay được. Đó. Nước trộn này các bạn nhìn thấy không, nó cũng hấp dẫn lắm nè. Còn cái bên cái chén nước mắm á, thì chị cũng cho vô một muỗng ớt tỏi, và đồng thời cái này là gừng, gừng mình xay sẵn đó các bạn, gừng mình xay sẵn mình cũng cho vô đây. Đó, thay vì các bạn đâm thì mình không có đâm, mình cho vô đây 2 muỗng cà phê gừng. Cái chấm nước mắm gừng thì mình có gừng nhiều thì nó sẽ rất là ngon. Mình nhà mình thích ăn cay cay, mình cho vô chút xíu nữa. Có những cái màu xanh xanh là ớt, ớt xanh đó nha các bạn. Đây là chén nước mắm gừng đây các bạn. Đây là chén nước mắm gừng rồi mình làm có một mình nè, nó quay hơi các bạn hơi khó coi nha. Đây chén nước mắm gừng. Đó, các bạn thấy nó sống vậy nè, ăn gì nó chấm rất là ngon. Còn đây là cái nước để mình trộn rau các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình để đây, mình đi ra vườn mình cắt rau răm nha, cắt hành. Đây các bạn thấy không, con vịt mình luộc như vậy nó không có bị trong cái đùi, trong cái thịt gì không bị đỏ, các bạn thấy rất là ngon mà vừa ăn lắm, nó không bị mềm xèo. Đó, từ trong cái đùi luôn á, cắt ra nè các bạn thấy không, thịt nó rất là ngon, không có đỏ ha. Đó là nhờ các bạn biết là nhờ là mình luộc từ nước hơi ấm thôi, và đồng thời mình luộc xong cái mình ngâm á các bạn. Các bạn có thể ngâm 30 phút hoặc 40 phút cũng được, thì ví dụ như các bạn xong mà thấy nó xong vô cái đùi nó mà thấy nó còn hồng hồng thì qua ngâm thêm 10 phút nữa. Còn như cái vịt nhỏ thì mình ngâm 30 phút là nó hết, mình xâm lên là không có máu nữa. Đó, chia sẻ các bạn là cái chỗ này với nhiều người không biết, ta luộc con vịt nước nóng á, ra cái nó đỏ tươi. Còn đây là hành, mình cắt 2 cọng hành đó các bạn, rau vườn cắt 2 cọng hành đó. Rồi với lại ít cọng rau răm, các bạn thấy không, cây nhà là vườn. Bây giờ hành thì cái cọng thì mình cắt khúc, còn cái lá mình cắt nhuyễn, còn rau răm thì mình cũng cắt nhuyễn nha các bạn, để mình trộn cái gỏi. Cái gì gỏi mình trộn là nó với các bạn, ví dụ khi nào mình ăn mình nó trộn, mình trộn ăn theo cái mình ăn bao nhiêu mình trộn bao nhiêu thì nó sẽ rất là ngon. Đây là cái dĩa gỏi này các bạn, mình ăn tới đâu mình trộn tới đó, mình chỉ cần trộn liền rồi mình ăn là nó rất là thấm luôn rồi, các bạn đừng trộn trước ha. Đó, mình trộn xong cái mình để rau răm lên, cái mình để hành phi lên. Đó, còn đây là dĩa vịt này các bạn thấy không, vịt không có bị một chút xíu nào đỏ hết trơn ha. Đây là bánh phồng tôm,
Đây là cháo nước mắm gừng nè các bạn. Ở đây mình cũng có bánh ú nè các bạn. Bánh ú này của Trang Thành nó cho mình nè các bạn ơi. Giờ mình có đây mình đem ra mình cúng với vú. Ở Mỹ mình cũng có bánh ú mình cúng nữa he, đám dỗ. Đây là hồng ở nhà cắt vô các bạn thấy không. Đây là bông, cũng bông ở nhà trồng cắt vô. Cái nhà lá vườn không giấy đi chị. Ôi ơi mà làm xong kịp nữa. Hôm nay là ngày 14 tháng 7, 14 tháng 9 ngày cúng cơm của vú là má chồng của mình đó các bạn. Con mời vú về đây với tấm lòng của con Vinh Triều ở đất Mỹ. Con chỉ nấu cháo vịt hồi xưa chưa, vú cũng thích cháo vịt lắm. Con nấu cháo vịt với gỏi làm mắm gừng, rồi con có chiên mấy con tôm với bánh ú, bánh ú của Trang Thành cho đó. Rồi cái con hái trái cây hồng ở ngoài cây vô, với lại anh Triệu anh đi cắt bông, cắt bông cũng cây nhà lá vườn không à. Rồi cái nho này là bữa con đi vườn nho với em con Nga, hai vợ chồng nó dẫn đi vườn nho chơi hái nho quá nhiều luôn, về con nấu siro nho. Thành ra hôm nay con lấy cái ly này thì không đúng, nhưng mà thôi được rồi, con làm hai ly siro nho ba với vú về nhậm lễ vui, cho biết rằng cúng là để tượng trưng thôi, chứ còn mà cha mẹ thì cũng đâu có ăn gì được đâu. Nhưng mà mình tấm lòng của mình cúng để mình tưởng nhớ tới thôi. Thì ba với vú cũng vui về đây chứng kiến cho tụi con ha. Nhưng mà cái này mua vé mắc lắm, 5.000 vé nữa, hai người là phải 10.000. Đúng ra là cũng làm món này món kia, nhưng mà thấy lúc này cái lưng con bị cọc rồi, con không có làm được cái gì nhiều hết trơn á. Thành ra đứng một hồi là nó đau lưng dữ lắm, nó không có làm nấu nướng gì được nhiều hết. Thôi thì tấm lòng rồi của con dâu. Ba vú thương mà về đây chứng giám. Rồi anh lại rồi lại em với anh xá xá được rồi. Anh lại giới ba vú đi. Con ông này thiệt tình, ở ngoài vườn thì lúc này có ông thôi rồi mà có ông. Rồi hôm nay cô vô thảo vô cưng của vú cúng vú về ăn, ba vú về ăn nhậu rượu nho chứ không có gì, không có rượu mạnh nha ba, không phải rượu mà là nước siro. Nước siro hả? Siro nho nấu á, coi như là ở đây là đa số là cây nhà lá vườn không. Bánh ú thì của nữa. Trang Thành cho mời ngoại ba nữa. Trời ơi cốt với ngoại kế bên nhà mời củ quyền thích tổ hai bên nội ngoại hết đi. Chứ hổng thì đám dỗ của ba em thì cũng sơ sơ cúng mà không có quay, tại mua quá. Rồi bây giờ hôm nay thì con cũng làm đơn giản để con tưởng nhớ tới vú ha. Vú vú thương, rất thương yêu của con, mà vú cũng thương con nhất nữa. Rồi bye bye. Rồi. Rồi mình cũng chia sẻ các bạn cái món vịt đó để mình nấu mình cúng của má chồng á. Đến đây thôi mình cho mình kết thúc, rồi để khi khác là mình sẽ dọn ăn nha các bạn. Lâu lắm rồi mình mới bắt đầu làm video lại á, mong các bạn ủng hộ mình nha. Rất là cảm ơn các bạn. Bye bye.